Chào mừng các bạn đã đến với buổi quay thử xổ số miền Bắc hôm nay. Chủ nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2024, giải nhất miền Bắc 90345, giải nhì 01800, 18730 và bao gồm các giải 3, giải 4, giải 5, giải 6, giải 7 và giải đặc biệt. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải đặc biệt miền Bắc hôm nay 45674. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Bắc lần sau.